Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt Media, quý độc giả của Vận Hội Mới cùng toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, rất hân hạnh được quay trở lại để hội chuyện cùng quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi vẫn là hai vị khách quen thuộc, đó là tiến sĩ Đinh Xuân Quân và bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào hai anh và xin anh gửi lời chào đến quý khán thính giả trước khi chúng ta bắt đầu. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của quý đài. Kính chào quý khán giả. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chương trình này nó cũng rơi vào cái ngày đầu năm của năm 2023, và vì thế kính thưa quý vị, tiếp theo cái chương trình tuần trước, lần này chúng tôi cũng sẽ lại có một vài cái dự phóng của năm 2023 về khu vực châu Á Thái Bình Dương, và đặc biệt nói đến một số những cái đối tác quan trọng, một số những cái thế lực chính ở trong khu vực. Và thưa quý khán giả, trong cái chương trình này chúng tôi sẽ đặc biệt đề cập tới ba cái quốc gia, hay là đúng ra nó là một số những cái điểm nóng quan trọng. Đầu tiên không thể không nói đến Trung Cộng, hiện nay đang là một trong những cái đối tác chính ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Không những thế, đã có một cái quá trình trong rất nhiều năm vừa qua đã vươn lên một cách không hòa bình và tìm mọi cách để mà thay đổi cái trật tự hiện hành của thế giới, và đang đối đầu với Hoa Kỳ cũng như là các cái cường quốc phương Tây. Vì vậy, chúng ta sẽ nhìn vào xem trong năm 2023 Trung Cộng sẽ có cái hướng đi ra sao, và cái việc này nó sẽ căn cứ trên những cái chuyện gì đã và đang xảy ra ngày hôm nay ở tại Trung Cộng. Kế đến, một cái điểm nóng mà thế giới vẫn thường nói đến, và lần này thì đặc biệt lại chú ý tới nhiều hơn nữa vì nơi đó có thể bùng nổ một cái cuộc chiến, đó chính là Đài Loan. Và chúng ta cũng đã có nhiều cơ hội để nói về Đài Loan. Lần này chúng ta cũng sẽ xem liệu những việc gì sẽ xảy ra trong cái năm trước mặt đối với cái đảo quốc nhỏ bé này. Và kế nữa, một cái lực rất là quan trọng ở trong khu vực và có thể nói hiện nay đang dẫn đầu các cái quốc gia ở trong khu vực này, chúng tôi muốn nói tới Nhật Bản. Và Nhật Bản trong những năm vừa qua cũng đã có rất nhiều những cái việc, những cái hành động nhằm để mà đối phó với cái sự đe dọa của Trung Cộng, và gần đây cũng đã có rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ trao đổi thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật và các quốc gia phương Tây. Chúng ta cũng sẽ nhìn vào Nhật Bản lần này để xem qua đó liệu trong cái năm trước mặt thì Nhật Bản sẽ phối hợp ra sao với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, Úc Châu, Ấn Độ và các quốc gia ở trong khu vực, để đối phó với Trung Cộng ra sao. Đấy là cái nội dung mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý khán giả trong cái chương trình này. Bắt đầu, chúng ta xin quay trở lại nói về Trung Cộng. Thì thưa quý khán giả, hiện nay Trung Cộng đang phải đối diện với một số cái khó khăn lập tức. Chúng ta biết là cái trận đại dịch COVID 19, hay là chúng ta muốn nói đến là cái dịch viêm phổi Vũ Hán mà nó đã bùng phát cách đây 3 năm ở tại tàu, thì ngày hôm nay nó đang trở thành một cái trận đại dịch lớn ở bên tàu, và nó đang đe dọa đến cái sức khỏe của người dân, tạo ra một số những cái vấn đề chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Rồi bên cạnh đó, chính trị của tàu lúc này ra sao, đã có một số những cái động thái thay đổi về mặt ngoại giao, vân vân. Và bên cạnh, Trung Cộng vẫn tiếp tục có những cái hành vi rất là hung hăng hiếu chiến đối với Đài Loan. Thì đấy là một vài cái sự kiện nó dẫn đến cái cuộc nói chuyện mà chúng ta muốn đánh giá ngày hôm nay. Xin mời anh Bình trước tiên cho biết cái tình hình về COVID ngày hôm nay ở bên tàu nó như thế nào rồi, thưa anh. Thực sự thì không ai biết được như thế nào, có lẽ cả ngay cả chính quyền Bắc Kinh họ cũng không biết được đâu. Chỉ biết một chuyện đó là phải công nhận cái chính sách zero covid đó, nó có cái kết quả của nó chứ phải không? Tại vì nó dẫn đến rất là nhiều thiệt hại về kinh tế, những cái nghĩa là sự kèm kẹp về tự do người dân Trung Quốc trong suốt 3 năm vừa rồi, và có thể nó làm cho Trung Quốc là bị chậm lại trong cái việc mà phục hồi. Nhưng mà nó có một cái tích cực của nó là ít nhất đó, nó giống như một cái nắp nồi vậy đó. Cái ngày nào mà còn cái nắp đó thì cái nước nó không trào ra. Thì nếu mà muốn chấm dứt cái chính sách đó, nó cần phải chuẩn bị những cái điều kiện tốt
để rồi từ từ chấm dứt, tại vì một khi mình đã khóa nắp nồi mà mình mở ra cái nắp nồi áp suất mà thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ bung ra. Cho nên bên chính quyền Trung Quốc họ đã kéo dài cái chính sách về zero covid quá lâu, và rồi đó họ không có cái con đường ra, họ không chuẩn bị một cái exit strategy. Cho nên đùng một cái vào tháng 11 vừa rồi, lúc mà cả nước Trung Quốc xuống đường để chống lại chính sách zero covid đó, thì họ nhìn thấy là cái đây là một cái nguy cơ chính trị, thì họ mở nắp nồi ra liền để xả số bắp ra. Nó giải quyết được cái vấn đề chính trị ngay lập tức, nhưng mà nó lại trở thành một cái tai họa về y tế, là vì họ đóng cửa quá lâu và họ không có chuẩn bị để mà chấm dứt cái chính sách covid từng bước nới lỏng ra và gia tăng cái việc chích ngừa cũng như chuẩn bị tất cả thuốc điều trị như là Paxlovid và chuẩn bị sẵn cái giường bệnh, những cái biện pháp để giải quyết cho một cuộc khủng hoảng y tế. Đùng một cái họ chấm dứt chính sách covid thì họ mở cái nắp nồi ra là bao nhiêu thứ trong đó nó tràn ra, thì cái hậu quả đầu tiên là gì? Tuy nhiên cái tin thì cái trường hợp mà lây nhiễm nó tăng lên, vùng một lên, và rồi số người bệnh tăng lên và số người chết tăng lên. À, tăng lên bao nhiêu thì không ai biết được hết, nhưng mà chắc chắn là có, là tại vì chỉ việc nhìn vô trong những cái chỗ mà những cái lò hỏa thiêu ở các thành phố lớn mà người dân Trung Quốc họ quay phim được đó, thì biết là con số người chết nó cao lắm, chứ phải không? Một phần vì bị Covid, một phần đó là vì bị những cái bệnh khác mà không được điều trị trong cái thời gian khủng hoảng này. Cho nên với ví dụ những người mà lớn tuổi yếu bây giờ không có vô nhà thương được là vì nhà thương bị tràn ngập, không còn chỗ nằm nữa, mà vô đó rồi là dễ bị lây Covid nữa, thành ra nó dẫn đến một cái họa tai họa về y tế. Thì nó nặng đến mức nào, có lẽ là rồi đây chính quyền đó, từ từ họ cũng sẽ nghĩa là hạ nhiệt xuống, nhưng mà nó sẽ kéo dài cái cuộc khủng hoảng này ít nhất là thêm khoảng 3 tháng nữa, và cái hậu quả trực tiếp đó là Trung Quốc sẽ phục hồi chậm hơn, kinh tế Trung Quốc sẽ bị khựng lại trong cái quý đầu tiên của năm 2023, và nguyên cái mức tăng trưởng của năm 23 đó theo hiện giờ theo ngân hàng thế giới và các tổ chức quan sát trên thế giới đó, họ cho cái mức lạc quan nhất là khoảng chừng 4.5% trong năm 23 này, có thể sẽ phải điều chỉnh lại, có thể nó xuống còn khoảng chừng 4% thôi tăng trưởng trong năm 23, mà đó là 4% so với năm 22 đã là một cái năm rất chậm rồi. À, cho nên cái 4% này phải nhìn vào trong cái hoàn cảnh đó nữa, là năm đã bị khựng lại trong năm 22 mà đến năm 23 thì nó sẽ dẫn cái hậu quả lâu dài, là bên Trung Quốc họ sẽ phải điều chỉnh lại cái kế hoạch, là không biết bao giờ họ sẽ bắt kịp được kinh tế Mỹ, thay vì 20 năm có thể sẽ phải kéo dài thêm 30 40 năm. Thì đó là cái tình hình chung trong năm 23. Và tôi nghĩ rằng là cái điều mà một cái tóm tắt của anh Bình nó cũng cho thấy một cái bức tranh tương đối nó cũng không có lấy gì làm sáng sủa. Đi vào cụ thể hơn đó thì anh Quân cho biết xem là liệu với tất cả những cái gì chúng ta đang trông thấy ngày hôm nay đó, trước tiên về mặt là dịch bệnh đã, liệu có thể 3 tháng nữa có kiểm soát nổi không? Rồi và bên cạnh đó thì kinh tế nó sẽ như thế nào? Xin mời anh. Vâng, quý vị biết đó là trước đây đó khi mới bắt đầu có Covid đó, chúng ta có một cái model là Thụy Điển. Lúc đầu đó Thụy Điển họ muốn để cho miễn nhiệm tự nhiên, lúc đầu có mấy tháng thôi, có mấy tháng thôi, nhưng mà sau đó là khi có vaccine là họ thay đổi ngay lập tức. Thì tôi không hiểu tại sao Trung Quốc là đã có nhiều kinh nghiệm của nhiều nước khác mà lần đầu tiên đó mình thấy là họ nghĩa là đang nghĩa là ký hợp đồng, nghĩa là chỉ nghĩa là negotiation, nghĩa là thương thuyết hợp đồng cho Paxlovid thôi, nhưng mà không thấy nói gì về vaccine hết. Thì ở đây đó cái đầu tiên đó mình biết là nếu mà chúng ta ở Âu Châu, chúng ta ở bên Mỹ đó là người ta bắt đầu chích cho những người lớn tuổi nhất. Không biết là ông Tập Cận Bình ông muốn hy sinh những cái người lớn tuổi bên ở bên tàu cho nó nhẹ, hay là nhẹ gánh nặng về về xã hội đó, hay là gì mà tại sao mà làm cái chuyện đó, nó tôi thấy là nó hơi cái này là cái đánh giá ấy nó bất nhân tâm một chút. Nhưng mà vì cái zero covid nó đi tới cái chuyện mà lây lan tùm lum, và Trung Quốc bây giờ lại không nói thật, cả nước thế 1 tỷ 4 mà chỉ có 7 người chết thì vì covid, thì tôi thấy là ở đó nó là thằng con nít nó cũng không có thể tin được vào cái chuyện đó. Tôi thấy đó là một cái chuyện thì, nhưng mà nó dính ngay lập tức vào vấn đề kinh tế.
Nếu mà các xưởng không làm việc được, mà tôi thấy anh Bình nghĩa là đánh giá cái này theo World Bank, tôi cũng nghĩa là báo cáo của World Bank thì anh Bình hơi hơi gọi là optimistic, Lạc không quan. tới đâu, người ta nói nhiều lắm, may ra mới được 3.5%. Mà quý vị biết đó, Trung Quốc mà nếu mà không tăng trưởng 7% đó thì rất là nhiều người thất nghiệp, và vì vậy sẽ có những cái làn sóng như là bất mãn Trung Quốc. Đó là một cái. Thứ hai nữa là quý vị biết, chúng ta đã nói những kỳ trước rồi là cái mức mà gọi là nghiệp cho những cái nghĩa là thanh niên mới ra đại học đó nó còn rất là cao, nghĩa là 20%. Thì đây nó là những cái con số mà chúng ta nhìn vậy, nhưng mà 20% của sinh viên là bao nhiêu triệu người ở đó. Thì mình thấy cứ mình cứ nói cái đó không, là mình thấy là Trung Quốc sẽ gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề xã hội và vấn đề nghĩa là công ăn việc làm. Cái thứ ba nữa là quý vị biết là khi họ mở cửa ra nên họ cho cả bao nhiêu nghĩa là Trung Quốc để đi ra nước ngoài, mà theo chúng ta hiểu đó, các cái nghiên cứu của Hoa Kỳ nó cho thấy là vào những năm đầu 2020, 2021 đó, chỉ có một hai người từ Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ, qua San Francisco mà nó đi tới cái chuyện mà lây lan tùm lum như vậy. Và bây giờ lại họ lại cần kêu ca là tại sao là bắt họ nghĩa là thử miễn nhiệm, nghĩa là phải nghĩa là âm thì mới cho lên máy bay. Thì chính Trung Quốc đã làm những chuyện này trong 3 năm trời chứ đâu có phải là không. Vậy mà tại sao mà nghĩa là đúng là tôi xin lỗi phải phải dùng cái chữ này, nó vừa đánh trống vừa ăn cướp là như vậy. Tại vì chính Trung Quốc trong nhiều năm đã đòi hỏi người ta tới là phải có chích ngừa, rồi phải 2 tuần lễ, nghĩa là cách biệt. Mà bây giờ thì người ta áp dụng đúng cái đó cho Trung Quốc thì Trung Quốc lại là lỗi là Trung Quốc bị nghĩa là phân biệt. Thành ra ở đây tôi thấy là nói tóm một cái đó, kinh tế Trung Quốc và 2023 sẽ không có tăng trưởng nhiều lắm đâu. Đó là một. Mình Cái cũng thứ lưu hai, ý một cái là cái tỷ lệ mà 4% ở đây là 4% so với năm 22 là một năm đã rất tệ rồi, cho nên nó dễ đạt được lắm, là tại vì năm 22 là một năm đang xuống cấp chứ không phải là một năm mạnh. Vì vậy cho nên mỗi năm một cách tương đối đó, cái 4% của một năm về nó không có gì ngạc nhiên. thì đối với tôi đó thì nghĩa là tôi chỉ nói con số mà nói 3%, ba dưới phần trăm là tăng trưởng chung đó cho Trung Quốc. Thì mình thấy là cái gì, mình thấy là vấn đề mà tiêu dùng sẽ giảm, vì là không tăng trưởng, không có việc làm thì làm sao mà có, không có công ăn việc làm thì làm sao mà nghĩa là tiêu thụ nội địa đó của Trung Quốc sẽ không tăng, và nó lại càng gây nhiều khó khăn nữa. Cái thứ hai nữa là vẫn chỉ mua Plasovic thôi, nghĩa là phải có chứa thôi chứ không có ngừa, mà không có ngừa thì bao giờ mới hết được, làm sao mà dân chúng mới có nghĩa là miễn nhiệm cộng đồng được. Thì ở đây đó thì cái về cái Covid thì tôi phải dành lại cho anh Việt nói nhiều hơn, chứ tôi không có không dám nói nhiều. Nhưng mà nghĩa là dù muốn dù không, tôi chỉ cho thấy những cái hậu quả không có tốt cho kinh tế, và tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để trong cái vấn đề tăng trưởng nói chung đó. Và tôi nghĩ là tiếp lời với cả hai anh đó, quả nhiên chúng ta đều biết giống như anh Bình nói đó, khi mà anh mở cái nắp nồi mà nó đang nồi áp suất mà anh không có chuẩn bị đó, thì cái hậu quả ngày hôm nay chúng ta đã thấy rồi. Và cái tỷ lệ mà cái lây lan đó nó đến cái mức độ gọi là chóng mặt, và cả hàng trăm triệu người hiện nay đang mắc bệnh, và cái con số người mà đi vào nhà thương bây giờ thì tràn ngập hầu như tất cả các bệnh viện, và người ta chụp những cái hình mà mình trông thấy đó, là thậm chí không có giường bệnh, mọi người nằm la liệt ở ngoài hành lang, rồi có những người ngay ngoài cửa của nhà thương nữa cũng phải ngồi ở ngoài đó để mà chờ, rồi thử thở dưỡng khí ở ngoài, vân vân và vân vân.
Có một cái chi tiết mà để ta thấy ngay đó là sau khi mở cửa thì cái việc đầu tiên là cái người dân tàu đó họ chạy sang Hồng Kông, tại vì ở nơi đó là cái nơi mà có thuốc chủng mRNA, trong khi cái loại mà thuốc chủng mà Zero-X của Trung Cộng đó thì người ta không tin, và quả nhiên là nó không có bao nhiêu tác dụng. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều kế nữa mà như anh Quân nói đó là tôi không hiểu là Tập Cận Bình học được cái sách lược này từ đâu ra mà họ cho chủng ngừa, thay vì là những người lớn tuổi là những người mà có thể nói là dễ bị tổn thương nhất đó, thì họ lại tập trung chủng ngừa cho những người từ 18 tuổi cho đến đến 59 tuổi. Và đó là cái vấn đề của ngày hôm nay, trong khi cái giá trị thật của thuốc chủng đó nó không có bao nhiêu, cho nên bây giờ là cả nước nhiễm bệnh. Có một cái chi tiết quan trọng vào tháng 10 vừa rồi thì một trong những cái thành tích mà Tập Cận Bình đã đem ra để khoe với cả dân chúng cũng như là cả thế giới đó là cái vấn đề Zero Covid đã thành công vĩ đại vì đã kiểm soát được dịch bệnh, và không những vậy còn mỉa mai tất cả các quốc gia phương Tây khác là đã để cho chết bao nhiêu là trăm ngàn người, trong khi đó ở bên tàu chỉ có vỏn vẹn chưa tới 10.000, đại khái như thế. Và tất cả các thành tích đó là do là thống soái Tập Cận Bình đã đứng ra chỉ đạo, cho nên mọi chuyện thành công rất là tốt đẹp. Và cái mà ông ta cho rằng là quan trọng nhất đó là cái khả năng quản trị đất nước của tàu và cái mô hình của tàu đó được xem là ưu việt so với lại thế giới phương Tây. Cái cách kiểm soát người dân, cái cách kiểm soát dịch bệnh, cái cách mà quản trị đó được xem như là tốt nhất thế giới, và cái mô hình đó sẽ trở thành cái mô hình tương lai của thế giới này, và Trung Cộng sẽ là cái nước đầu tiên đứng ra để mà lãnh đạo thế giới. Nhưng mà rất tiếc chỉ có vài tuần lễ sau thôi thì người ta thấy ngay là mọi chuyện đó đã đảo ngược, và cái gọi là tự hào một cách vô lối đó nó đã cho thấy rõ là cái lối chủ quan duy ý chí của Tập đó nó đã dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bước sang cái lĩnh vực chính trị mà tôi cho rằng cũng quan trọng không kém trong cái việc điều hành đất nước cũng như là nhìn ra bên ngoài. Thì nó có một vài cái chuyện mà chúng ta trông thấy ngày hôm nay, ví dụ như là Bộ trưởng Ngoại giao mới, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao kỳ này cũng thay đổi, và có một số các nhà quan sát cho rằng có thể chăng một vài cái lối hành xử về mặt đối ngoại của Trung Cộng có thể thay đổi chăng, vân vân. Bên cạnh đó thì cái thái độ hung hăng của tàu đối với thế giới đó nó vẫn còn nguyên. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây là về mặt chính trị đối với lại thế giới bên ngoài đó thì các anh nghĩ như thế nào về cái gọi là cái chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Cộng, rất là hung hăng, rất là chấn áp, mang cái tính cách thách đố với lại thế giới và đặc biệt là với những quốc gia nhỏ hơn. Tôi xin mời anh Bình trước và sau đó đến anh Quân. Trong những ngày đầu năm 23 thì có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là sẽ có sự thay đổi chứ phải không? Không phải là thay đổi về cốt lõi về chiến lược, nhưng mà ở những khuôn mặt mà sẽ là đại diện cho Trung Quốc. Trường hợp mà tiêu biểu nhất thì những quý khán giả có thể thấy đây là ông Tần Cương. Mới năm ngoái, trong 2 năm vừa rồi là đại sứ Trung Quốc ở tại Mỹ và vừa mới được bổ nhiệm lên làm Bộ trưởng Ngoại giao thay cho ông Vương Nghị đó. Ông Dương Khiết Trì thì chính thức về hưu luôn rồi. Vương Nghị thì được đưa lên làm ủy viên của Quốc vụ viện đặc trách về đối ngoại, là cái người thật sự là cái người mà đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Quốc. Nhưng mà trong cái guồng máy của Trung Quốc á, thì cái người Bộ trưởng Ngoại giao là cái khuôn mặt nổi nhất thay cho ông Vương Nghị á, sẽ là ông Tần Cương. Thì như quý khán giả họ thấy nhìn cái khuôn mặt thôi, đây là cái khuôn mặt mới mà Trung Quốc họ cố tình họ chọn để mà làm một cái biểu tượng cho cái nền ngoại giao Trung Quốc trong những năm sắp tới đây, đặc biệt là năm 23 này. Cái cung cách ông Tần Cương á, lập nhau 56 tuổi thôi, một chuyên gia về ngoại giao tương tự như trường hợp ông Phạm Bình Minh của Việt Nam. Và trước đây cũng có lẫn lúc đóng vai Cương, nhưng mà thật cái cung cách của ông thì khác hẳn với cung cách của ông Vương Nghị. Ông này, ông Tần Cương là một người được giáo dục, được học tu nghiệp ở bên Tây Phương, trưởng thành trong những tòa đại sứ. Cái thời gian dài nhất trong sự nghiệp của ông á, là làm trong tòa đại sứ Trung Quốc ở Anh, mà đã từng trở lại nước Anh làm đại sứ ở Anh. Cho nên đây là một chuyên gia về Mỹ và các nước Tây Phương. Cái sự nghiệp của ông như vậy, và ông được ông Tập Cận Bình tin tưởng ở chỗ đó. Và trong thời gian mà ông Tần Cương ở Mỹ này nè, trong vòng 1 năm rưỡi, thì một những cái công tác chính của ông á, là cương với chính phủ Mỹ
nhưng mà cố tình lấy lòng dư luận Mỹ. Mình thấy những cái hình ảnh ông đội mặt mặc đội mũ cao bồi đi vòng vòng thăm cái đi chụp hình với Elon Musk, đi đến Disneyland, và họ muốn lấy lòng cái dư luận Mỹ và Tây phương. Cho nên cái việc mà bổ nhiệm ông Tần Cương cũng như là cái người đại sứ sắp tới ở Mỹ là những nhà ngoại giao trẻ có những cái khuôn mặt cách ăn nói dễ chịu, dễ mến, chứng tỏ là Trung Quốc có họ biết đó là trong 2 năm vừa rồi họ đi đi quá lố, và cái vai trò của những người như ông Tần Cương này là sẽ là cái vai trò dịu lại để cho thấy một cái khuôn mặt mới của một cái nền ngoại giao Trung Quốc. Nó không thay đổi về chiến lược căn bản nhưng mà nó sẽ dịu hơn. Lý do tại sao là vì họ biết là trong 2 năm tới là họ cũng cái đây là cái thời gian mà cần phải dưỡng thương. Trung Quốc có rất là nhiều cái vấn đề để giải quyết trong nội bộ, và những cái sai lầm trước đây thì cũng cần thời gian để mà từ từ hàn gắn lại. Ví dụ như cái chuyện mà đã từng gây hấn với Philippines thì bây giờ họ đổi chính sách lại dịu giọng, và mình thấy đoán là trong 2 năm tới họ sẽ dịu giọng với nhiều nước lắm, trừ 2 cái đối tượng mà họ sẽ không dịu, đó là Đài Loan và sắp tới đây sẽ là Nhật. Chút nữa đây mình sẽ nói về những cái biến cố gần đây mà cho thấy là trong năm 23 này sẽ gây nhiều căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật. Và tôi chỉ thêm đó, tôi chỉ thêm cái mà anh Bình quên đó, là ông Tần Cương này đó đã được đưa đưa từ cái chỗ đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đi thẳng vào Trung ương Đảng, à, không phải Trung ương Đảng mà Bộ Chính trị. Đó là một cái việc mà hiếm có, chưa tới bây giờ là chưa bao giờ có người trong Bộ Ngoại giao mà đi thẳng từ chức đại sứ đi thẳng vào Bộ Chính trị. Cái này là có lẽ là anh theo như anh Bình, có lẽ là tại vì ông ta gần ông Tập Cận Bình, nhưng mà dù muốn dù không, đối với ngành ngoại giao của Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một ông đại sứ đã được đưa thẳng từ cái chức đại sứ vào nghĩa là Bộ Chính trị của Trung Quốc. Đó là cái thứ hai đó. Tôi thấy là tôi chỉ thêm thôi ở chỗ này, cái đánh giá của anh Bình đó, thì là tôi thấy là ông Tần Cương này mà giữ cái chức này đó, nó cho thấy là Trung Quốc muốn đánh giá rất là cao. Nếu mà mình nói theo cái kiểu đó, họ muốn có một cái relation, có một cái mối quan hệ mối quan hệ giữa giữa Trung Quốc và Mỹ, và họ đặt cái mối quan hệ Trung Quốc Mỹ là số 1 của họ. Đó. Vì vậy mà mình thấy cái tại sao một ông đại sứ tại Mỹ mà lại được vào Bộ Chính trị, mà ở đây đó thì mình thấy là nếu mà mình đánh giá vấn đề mà kinh tế của Trung Quốc, Trung Quốc gặp không biết bao nhiêu chuyện, từ địa ốc tới việc mà nghĩa là gọi là Covid, tới việc nghĩa là bao nhiêu cái chuyện mà nghĩa là các cái công nghiệp của Trung Quốc đó gặp khó khăn, thì bây giờ đó tôi nghĩ là họ muốn đưa ra một cái mặt, nghĩa là cái bộ mặt Trung Quốc hiền hòa, nói hiền hòa hơn thì không đúng, nhưng mà ít hung hăng hơn thì đúng, phải dùng cái chữ ít hung hăng hơn là cái trước đây với mấy ông ngoại giao của Trung Quốc lúc nào cũng đập ngực ta đây và mấy người khác, là quý vị là phải theo học theo cái model của Trung Quốc chứ không phải là cái model của quý vị là hơi dở. Thì đây đó mình thấy cái việc hạ giọng của Trung Quốc, có thể đây nó là một cái strategy thôi, một cái chiến thuật thôi, nhưng mà dù muốn dù không đó, nó đánh giá được cái mà Tập Cận Bình coi là cái quan hệ, nghĩa là nhất giữa Hoa Kỳ, quan hệ trên thế giới đó, quan hệ ngoại giao mà nghĩa là số 1 của Trung Quốc đó là Hoa Kỳ chứ không phải là Nga. Tôi muốn để đánh giá Và thêm mình câu cũng đó. nên nhớ nhìn lại lịch sử đó, 80 năm trước hay là lúc mà Nhật chuẩn bị khai chiến với Mỹ, thì những cái nhân vật quan trọng nhất trong ngành ngoại giao của Nhật cũng như trong quân đội hải quân Nhật là những người đã được huấn luyện ở Mỹ về. Cho nên cái việc này có nghĩa là Trung Quốc họ rất coi trọng, cái ưu tiên số 1 của họ là làm sao để quản lý cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Có đánh nghĩa hay là hòa tất cả những cái họ cần điều có mà những người các anh chuyên vừa gia. chia sẻ đó, lẽ dĩ nhiên là không nhất thiết là phải đợi đến ngày hôm nay khi gặp mọi sự khó khăn đâu, mà cái đối tượng mà Trung Cộng sẽ phải tìm cách đối phó và tìm cách qua mặt đó là Mỹ.
Cho nên cái mối quan hệ nó luôn luôn nó là cái vấn đề quan trọng nhất và tìm mọi cách để đối phó. Cho nên nếu mà lựa những tay giỏi nhất để mà đứng ra làm cái công việc này thì lẽ dĩ nhiên cũng sẽ phải làm thôi. Đó là cái chuyện chúng ta có thể hiểu được. Trong cái năm trước mặt thì tôi nghĩ là nếu nhìn về Trung Cộng ngày hôm nay đó thì quả đúng là họ đang phải đối phó với rất nhiều vấn đề. Và lẽ dĩ nhiên khi mà phải đối phó với nhiều vấn đề đó thì làm thế nào để giảm bớt những cái áp lực từ bên ngoài nó là cái chuyện cần thiết. Cho nên họ sẽ phải dịu giọng với nhiều người, với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, cái điều đó cũng không có nghĩa, giống như anh Quân nói, là sẽ thay đổi hoàn toàn cái sách lược của họ đâu. Đây nó chỉ là cái bước chiến thuật ngắn hạn trong vòng một thời gian ngắn để mua thời gian. Cái vấn đề còn lại là phải giải quyết cái chuyện trong nước. Và cũng vì cái nhu cầu phải giải quyết chuyện trong nước đó, cho nên họ cũng lại vẫn phải tìm cách kích động cái gọi là cái tự ái dân tộc và cái chủ nghĩa quốc gia cực đoan của Tàu đó, để làm thế nào mà xoay cái quan tâm của người dân trong nước khi mà phải đối phó với cái khó khăn này đó, nhìn ra bên ngoài và cho thấy rằng là Tàu vẫn là một cái gì đó rất là quan trọng và vẫn ngon lành, có thể nói rằng là đứng ngang vai phải vế với tất cả mọi người, vân vân. Đấy là cái chuyện mà họ sẽ phải làm trong thời gian trước mặt. Cũng liên hệ đến cái chuyện này thì tôi xin chúng ta nhìn sang một cái đối tượng nữa mà hồi nãy anh Bình có nhắc đến đó, đó là Đài Loan. Cái điều mà chúng ta có thể thấy đó là cái dầu muốn dầu không thì Đài Loan đối với Tàu nó vẫn là, đây nó được xem như là một trong những cái gọi là ưu tiên cốt lõi của Tàu. Cho nên họ sẽ phải tìm mọi cách làm thế nào để giải quyết được cái bài toán Đài Loan. Không phải chỉ cái vấn đề thống nhất mà thôi, vì về mặt địa chiến lược đó thì có được cái đảo Đài Loan đó thì cái việc mà tàu vươn ra biển lớn Thái Bình Dương đó, nó sẽ dễ hơn nhiều. Và ở cái vị trí của Đài Loan mà nếu mà tàu kiểm soát đó thì nó sẽ kiểm soát được toàn cái khu vực Đông Á và Đông Nam Á, kể cả Nhật Bản, kể cả Đại Hàn và bên cạnh Philippines và tất cả, và có thể lấn sang đến Guam, vân vân. Cho nên đấy là một cái vị trí rất là quan trọng mà tàu không thể nào có thể để mất. Cho nên nếu đấy là một cái nhu cầu ưu tiên cốt lõi thì hẳn nhiên nhìn từ cái góc nhìn của người Tàu đó, của Tập Cận Bình đó, dứt khoát Đài Loan sẽ phải là một cái gì mà họ phải tìm mọi cách để mà lấy. Nhưng liệu cái chuyện đó nó có thể xảy ra được hay không lại là một vấn đề khác. Đứng ở cái vị trí của Đài Loan thì ngày hôm nay đó họ cũng có những cái vị trí nhất định của họ. Cho nên chúng ta sẽ nói về cái Đài Loan, và đây nó là một trong những cái điểm nóng mà trong nhiều năm vừa qua chúng ta đã trông thấy, đúng có những lúc mà nó bùng lên rồi nó hạ xuống, nhưng tất cả các nhà quan sát, thậm chí là các nhà chiến lược đó đều nghĩ rằng sớm hay muộn, trong vòng vài năm nữa thôi, thì nó sẽ có một cái cuộc chiến nổ ra và Trung Cộng sẽ chiếm Đài Loan. Đây nó là một cái điều mà chính người dân Đài Loan họ cũng lo, thế giới xung quanh cũng lo, Hoa Kỳ cũng đang phải quan tâm, và cái người mà lo nhất có lẽ là Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Đài Loan thì đây nó là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ có nhiều cái góc cạnh để có thể nhìn. Chúng ta hãy nhìn nó ở dưới hai cái góc cạnh, hay đúng hơn là ba. Thứ nhất, nhìn từ Trung Cộng thì Đài Loan trong thời gian trước mặt họ sẽ giải quyết như thế nào. Cái góc thứ hai, nhìn từ phía những người dân Đài Loan thì họ sẽ phải đối phó như thế nào. Và cái góc thứ ba, từ bên ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như là các quốc gia khác sẽ nhìn về Đài Loan để xem là cái cục diện này nếu nó nổ ra thì nó sẽ có những cái vấn đề lớn của thế giới như thế nào. Thì bây giờ quay trở lại, xin mời anh Bình có thể cho biết ngày hôm nay liệu Đài Loan có còn là hay vẫn là cái ưu tiên số 1 mà trong năm trước mặt Trung Cộng sẽ phải tìm mọi cách để thanh toán chăng? Mời anh. Trong những ngày cuối năm vừa rồi và đầu năm 23 đó, thì có hai cái biến cố lớn mà nó sẽ gây nhiều cái hậu quả về lâu dài đó. Thứ nhất là bên Mỹ họ thông qua một cái ngân sách quốc phòng mới và trong đó có 10 tỷ đô la chuẩn bị để bán vũ khí cho Đài Loan, bán với giá rẻ, vừa bán gọi là giá hỗ trợ đó, giá khuyến mại. Thì bên Trung Quốc họ phản ứng liền là họ bắt đầu cái đợt tập trận cuối năm. Và trong suốt tháng 12 vừa rồi nó có khoảng chừng theo như là không quân Đài Loan họ báo cáo thì có khoảng chừng 70 chiếc máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vào cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan trong cái tuần cuối cùng của tháng 12. Qua đến đầu
năm 2023 thì bên Đài Loan họ đã tiếp một phái đoàn 10 dân biểu của Đức, và do cái người cái bài dân biểu mà chủ tịch ủy ban quốc phòng của Đức chứ không phải là một dân biểu, nghĩa là vớ vẩn nè, dẫn phái đoàn qua bên Đài Loan. Thì bên Trung Quốc họ nhìn cái này á tương tự như là cái chuyến đi của bà Pelosi, thành ra cũng là một hành động rất là khiêu khích, họ cần phải dằn mặt trở lại. Thành ra trong tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng thì Đài Loan là phải chịu thêm một cái trận tập trận nữa của Trung Quốc. Đây là cái báo cáo của bên phía không quân Đài Loan, đây là những gì mà họ công bố ha. Họ nói là họ theo dõi, và trong cái đợt tập trận vừa rồi đó 57 chiến bay đã xâm nhập vào cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, trong đó 2/3 là những chuyến bay nó bay ngang qua đi vòng cái đảo Đài Loan và bay trở lại, một nửa kia là những cái chuyến bay mà nó băng qua cái đường kinh tuyến giữa Đài Loan và Trung Quốc. Đây là một cái biên giới bán chính thức từ 70 năm nay rồi, hai bên công nhận đây là cái lằn ranh giữa hai bên. Và bên Trung Quốc á, tại sao họ lại cho máy bay bay qua rồi trở lại, bay qua trở lại, rõ ràng là có ý chỉ muốn khiêu khích thôi. Nhưng mà những cái chuyến bay ở phía nam của đảo Đài Loan thì nó quan trọng. Mình phải nhớ là 57 chuyến bay này và 4 chiếc tàu chiến Trung Quốc được gửi ra. Đây là những gì mà bên Đài Loan họ báo cáo lại, họ nhận diện được. Còn những cái chuyến bay con số quan trọng nhất á, mà chỉ có Trung Quốc mới biết thôi, đó là những chuyến bay mà không bị nhận diện. Đây là cái mà họ muốn đó, họ cần phải bay thật là nhiều ở cái đường bay này để mà tìm cách thử cái hệ thống radar phòng không của Đài Loan nó mạnh đến đâu. Vì trong tương lai nếu có chuyện gì, cho dù là không có quân nữa, nhưng mà nếu có chuyện gì thì cái con đường từ vòng đi vòng qua đảo Đài Loan, đây là cái tuyến bay rất là quan trọng. Tại vì họ cần phải chặn hải quân Mỹ ở ngay cái eo biển này. Cho nên đó, bây giờ họ bắt đầu mỗi một cái dịp này đó, ngoài cái mục tiêu khiêu khích khủng bố tinh thần Đài Loan trả đũa, thì nó còn có một cái mục tiêu chính trị quân sự rất là thực tế, là nó cho không quân Trung Quốc tập bay và tập lánh cái radar của cái là tập đối phó với hệ thống phòng không của Đài Loan. Thì đó là cái tuần lễ đầu tiên thôi là nó thấy căng thẳng như vậy. Nhưng Trung Quốc có quan quân hay không, năm 23 này đó nhiều phần là Trung Quốc sẽ không qua tay đâu, với một cái lý do rất đơn giản, hai lý do. Thứ nhất là họ có nhiều chuyện để giải quyết trong nước lắm. Thứ nhì á, là hải quân Trung Quốc trong năm 23 này, họ năm ngoái đó thì họ vừa mới hạ thủy chiếc hàng không của hạm thứ ba, đó là chiếc Phúc Kiến, nhưng mà chiếc đó bây giờ họ còn đang gắn đồ nghề vô, cho nên nó cái việc mà gắn tất cả những dụng cụ cho chiếc đó nó cũng mất cỡ một năm, rồi sau đó nó còn cần khoảng chừng một năm để nó thực tập với các tàu chiến khác nữa. Mà hải quân Trung Quốc đó, họ dự kiến là họ sẽ có 4 hàng không mẫu hạm trong vòng 5 năm nữa. Nếu có 4 hàng không mẫu hạm thì họ nghĩ là họ mới đủ sức để mà họ ra khơi mà đối đầu với lại hải quân Mỹ. Cho nên đó, trong lúc này đó, nếu mà bên hải quân Trung Quốc họ được quyết định đó, thì họ sẽ tìm cách phản binh để mà có thêm thời gian. Thì cái đó cũng là một cái tin mừng cho Đài Loan. Tuy nhiên là cái chuyện đáng lo là về lâu về dài Trung Quốc sẽ có 4 hàng không mẫu hạm. Xin mời anh Quân. Tôi thì cũng cái hình đó, nhưng mà tôi đánh giá nó khác một tí. Nó khác ở chỗ nào? Quý vị thấy mấy cái hình này đó, nó bay phía nam của Đài Loan đó là các máy bay BZ, nghĩa là 0053, và cái máy bay thảm ném bom, là máy bay lâu dài chứ không phải là chiến đấu cơ. Thì đây đó, họ có đi đó thì nghĩa là rình mò thôi, chứ không làm gì được đâu. Trừ khi những cái máy bay mà gọi là H-6 đó, thì họ có thể mang những cái hỏa tiễn và bắn vào Đài Loan. Thành ra đối với tôi đó, rõ ràng là đây là một cái khiên khích, là một cái vấn đề chính trị. Vì sao? Quý vị biết là đối với Đài Loan đó, hiện giờ đó, tất cả các cái là survey, các tham khảo ý kiến của dân chúng đó, thì dân chúng Đài Loan họ đi về hơn 76% là họ muốn có một cái mà gọi là không dính vào Trung Quốc nữa, không dính vào lục địa nữa. Đó là một. Cái thứ hai nữa là về vấn đề kinh tế đó, Đài Loan là một cái thành công hiện giờ đó, nghĩa là GDP theo đầu người của Đài Loan đó là hơn Nhật Bản. Quý vị không có tưởng tượng, không ai tưởng tượng được là mới đây cái GDP của Đài Loan họ tiến rất là nhiều, và coi như bây giờ đó là ở Á Châu đó họ là một trong hai nước
có thể ba nước với Singapore nữa là ba nước mà có cái GDP cao nhất Á Châu. Cái thứ tư nữa đó, cái thứ ba, xin lỗi, là quý vị biết là Đài Loan đó, họ cũng rút kinh nghiệm của Ukraine và hiện giờ đó mấy người mà tân binh đi quân dịch, tức là từ 3 tháng bây giờ phải đi 1 năm, mà tôi nghĩ là 1 năm nó chưa đủ đâu, nhưng mà nghĩa là dù muốn dù không đó, họ đang tiến về một quân đội chuyên nghiệp như là Hoa Kỳ. Quý vị biết là Đài Loan họ có một số quân nhân là chuyên nghiệp, nhưng mà một số đông là dân, nghĩa là đi quân dịch. Vì vậy đó, cái hướng đi của Đài Loan để họ tự gọi là bảo vệ họ đó là chống lại chống chống lại Trung Quốc, là họ có một quân đội chuyên nghiệp hơn. Tại vì bây giờ quý vị biết là tất cả khí giới mới mà tối tân đó, thì phải có chuyên nghiệp, phải có thời gian mới đi được, không phải là đánh theo kiểu xưa mà cụ cầm súng bắn nữa. Do đó đó, tôi thấy ở đây đó là càng ngày Đài Loan nó càng củng cố về vấn đề mà quân sự, và cái thứ hai nữa là họ lại được càng ngày càng nhiều các nước mà gọi là dân chủ đó, như là ở bên Âu Châu hay Mỹ gì, ủng hộ Đài Loan nhiều hơn. Và cái việc này đó nó cho thấy là dù muốn dù không đó, Trung Quốc nội địa cũng khó mà nuốt chừng họ như là kiểu như là Hồng Kông nữa. Không có thể nào mà gọi là hai chế độ, một xứ mà hai chế độ mà kiểu Hồng Kông đó. Thì bây giờ thì đâu có ai tin nữa, nhất là họ đã thấy những cái gì đã xảy ra cho Hồng Kông rồi, chỉ có mấy năm thì là tất cả luật lệ nó thay đổi rồi. Thì đây đó, tôi nghĩ là đánh giá vào 2023 đó, thì cũng như là tôi cũng đồng ý với lại anh Bình và anh Việt nói là khó mà Trung Quốc đánh, mà tôi nghĩ là tới 2027, 2030 cũng còn khó đánh, chứ không có phải nói là hiện giờ. Dù muốn dù không, cái tương lai của Đài Loan vào trong 2023 thì tôi thấy là nó giữ y nguyên là chỗ nào, tôi cắt nghĩa thêm đó. Quý vị biết là Đài Loan càng ngày càng được nhiều nước ủng hộ, đó là một. Cái thứ hai nữa là bây giờ cách đây vài năm đó thì Nhật Bản có nói là làm sao bảo vệ Đài Loan trong cái vấn đề mà chiến tranh, mà nếu mà chiến tranh có Đài Loan thì tôi nghĩ là cái xác suất Nhật nhảy vào nó rất là cao. Mà khi mà đụng độ vừa Nhật Nhật mà vào đó thì lẽ dĩ nhiên là cái hiệp ước giữa Nhật và Hoa Kỳ đó nó sẽ bắt đầu có giá trị, nó sẽ có giá trị, thì do đó nó sẽ kéo vào một cái chiến tranh lớn hơn nhiều. Thành ra Trung Quốc muốn mà chiếm Đài Loan đó, còn gặp rất là nhiều khó khăn, chứ không phải là nó dễ dàng như là trắng đen như người ta tưởng. Vâng, xin trả lại anh Việt. Vâng, bây giờ thế này, tôi nghĩ rằng là chúng ta nhìn cái vấn đề của Đài Loan giữa hai cái góc cạnh thì mình có thể thấy được rồi là quả nhiên cái vấn đề của Đài Loan nó không phải là cái chuyện đơn giản mà một mình Trung Cộng có thể tự lấy quyết định được, mà nó còn tùy thuộc vào tự thân của Trung Cộng có khả năng đó hay không. Bên cạnh đó, Đài Loan nó sẽ phản ứng như thế nào, và kế nữa là thế giới sẽ nhìn vào như ra làm sao. Lát nữa chúng ta sẽ nói về cái vai trò của Nhật Bản, nó liên hệ rất là quan trọng, vì trên cái bản đồ hồi nãy đó chúng ta không có để ý tới một cái phía mà gọi là phía Phía Bắc đông bắc đó của Đài Loan đó, thì là mấy cái là đảo Nhật nhỏ Bản nó nằm suốt ở trên đó, và nó cái đảo mà gần với Đài Loan nhất nó chỉ cách hơn 100 cây số thôi, và Okinawa nó cũng nằm gần đó, cho nên nó cũng không đơn giản. Nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi muốn nói đến là tự thân Đài Loan đó, họ đã có một cái vai trò rất là quan trọng mà chúng ta phải nói tới. Hiện nay nó đang có một cái cuộc chiến không có tiếng nổ, nhưng cuộc chiến này đó nó có thể trở thành cuộc chiến rất là nền tảng, rất là căn bản và quan trọng cho thế giới trong tương lai. Mà chúng ta đã biết là hiện nay cái cuộc chiến nó đang diễn ra, mà bên Mỹ họ gọi là chips war đó, tức là cái cuộc chiến về chất bán dẫn, mà Đài Loan ngày hôm nay đó là một trong những quốc gia đi đầu
trong cái chuyện mà sản xuất các cái chất bán dẫn, đặc biệt là nó chiếm đến khoảng gần 90 thị phần của toàn thế giới với các loại chất bán dẫn mà cái kích thước của nó dưới 3 nanomet. Đây nó là một cái chuyện mà có lẽ chưa có, tàu còn lâu mới có thể vươn được tới đó. Người ta tính phải mất khoảng 20 năm nữa, may ra Trung Cộng có thể mới được tới đó. Và cái cuộc chiến này hiện nay nó đang diễn ra và nó đã có sự tham dự của Hoa Kỳ, của Nam Hàn và của Nhật Bản, và bên đó có Đài Loan. Và chúng ta đã biết là ngay cả Hoa Kỳ thì cái công ty mà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất của Đài Loan đó đã đặt một cái đã đầu tư và đã đặt một cái xưởng ở tại Arizona với cái số tiền nó khoảng chừng 40 tỷ đô la. Và họ đang tính tới cái chuyện là sẽ có thêm một cái nhà máy nữa ở bên Nhật Bản, và họ đang nghĩ tới cái chuyện là bên Âu Châu. Đến đây tôi xin ngừng lại để mời hai anh có một vài cái chia sẻ liên quan tới cái cuộc chiến này, và nó có liên hệ đến cái tương lai của Đài Loan nữa trong thời gian tới. Thì tôi xin mời anh Bình có vài phút, và sau đó thì đến anh Quân. Đúng là cái cuộc chiến này nó quan trọng hơn là cái chuyện nó sẽ quyết định cái chuyện mà Trung Quốc có đánh Đài Loan hay không. Tại vì nếu mà họ cũng như là Hải quân Trung Quốc thì ngành quốc phòng Trung Quốc họ cũng cần cái kỹ thuật cao một thời gian để bắt kịp với kỹ thuật của Mỹ. Vì cái trận chiến nếu mà nó xảy ra thì không phải là chỉ có tàu chiến và máy bay không, mà nó còn cái rất cần nhiều cái bộ phận thông minh lắm, trong đó có chiến tranh vệ tinh và chiến tranh trên mạng. Thì bên Trung Quốc họ cần phải có một cái nguồn đây là chất bán dẫn vô tận luôn, gần như là cái đạn trong chiến tranh vậy. Cái kế hoạch của Mỹ là muốn bao vây Trung Quốc và muốn khựng lại, làm chặn lại cái kế hoạch đường dài của Trung Quốc đó, về chuyện mà độc lập ở trong cái ngành chất bán dẫn. Thì để làm được cái chuyện đó, Mỹ cần có hai đồng minh rất là quan trọng, đó là Nam Hàn và Đài Loan. Đài Loan thì tương đối dễ kéo theo, tại vì Đài Loan trước sau sẽ đi với Mỹ, nhưng mà Nam Hàn á, là cái ẩn số lớn. Thì bên phía Trung Quốc á, bây giờ chiến lược của Trung Quốc là gì? Chuyện đầu tiên á, là trong năm nay nè, họ sẽ bằng mọi giá họ kéo Nam Hàn, cột dính Nam Hàn lại với họ. Trong đó là có hai ông khổng lồ, đó là Samsung và một công ty thứ nhì của Nam Hàn cũng nổi tiếng, như là SK thì phải, cũng nổi tiếng trong ngành chất bán dẫn. Họ cột hai ông khổng lồ đó lại với Trung Quốc và dùng tất cả những cái quyền lợi gì mà phải có được, kể cả cái chuyện là Trung Quốc sẽ offer với Nam Hàn đứng ra làm trọng tài kiềm chế Bắc Hàn bớt để giải quyết dùm cho Nam Hàn cái vấn đề đó. Thành ra bằng mọi giá họ sẽ giữ Nam Hàn lại với họ để cho phá cái liên minh này. Thứ nhì là bên phía Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái sự ưu đãi dành cho TSMC, tức là Taiwan Semiconductor Manufacturing. TSMC là một nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc. Cho nên đó, những cái gì mà Trung Quốc họ dọa đối với Đài Loan, những cái biện pháp Đúng là trừng thế, phạt gì nữa, cho đến bây giờ nó không ảnh hưởng đến TSMC. đúng. Đó là tại sao, vì Trung Quốc họ muốn cột chân TSMC lại ở Trung Quốc. Thì cái trên thực tế đó, cái điều mà Mỹ có thể làm được đó, là các công ty đó, đó họ hứa với Mỹ là họ sẽ không có sức cản những cái thế hệ mới nhất chất bán dẫn đó. Trong thế hệ mới nhất họ sẽ không có chia sẻ cái kỹ thuật đó với Trung Quốc, nhưng mà những cái sản phẩm mà nó dùng trong sản mặt hàng tiêu thụ từ điện thoại cho đến xe hơi rồi là những cái gì mà nó không liên hệ an ninh quốc phòng thì họ vẫn tiếp tục họ xuất cản với Trung Quốc, và bên Trung Quốc cũng tìm cách mọi cách để mua lại cái kỹ thuật đó. Thì đây là cái vấn đề lớn nhất của Mỹ, làm sao để giữ được cái liên minh này trong vòng mấy năm nữa, để mà nếu mà thực sự muốn thắng được trong cuộc chiến này. Xin mời anh Quân. Vâng, quý vị biết là cái chuyện mà anh Bình nói đó thì nó đã xảy ra nhiều năm trước đây rồi. Quý vị nhớ là khi mà Nam Hàn chấp nhận cho Hoa Kỳ đặt những cái hệ thống mà là theo dõi, nghĩa là radar và những cái hỏa tiễn tại Nam Hàn đó, thì là Nam Hàn đã gặp rất là nhiều khó khăn đối với lại Trung Quốc rồi. Cái thứ hai nữa là quý vị biết là hiện giờ nó có một cuộc tranh chấp mà mất rất là bình thường thôi, nhưng mà là một tranh chấp giữa Nam Hàn, Nhật và Trung Quốc về vấn đề Covid, về vấn đề visa thôi, chứ không có gì. Nếu mà không có tự do đi lại giữa các xưởng của Nam Hàn hay xưởng của Nhật tại Trung Quốc thì làm sao mà làm ăn được, tiếp tục làm ăn được. Cái việc mà anh Bình nói tôi ủng hộ, nghĩa là tôi thấy là đó là chúng 100%, nhưng mà nó có cái là vậy. Vì vậy
Tôi nhắc lại, vì cái chuyện đó mà Nam Hàn đang cố gắng, nghĩa là nói ép thì cũng không đúng hẳn, nhưng mà thương thuyết với Hoa Kỳ để tham gia vào cái việc sử dụng khí giới nguyên tử, khí giới hạt nhân tại 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 Nam Hàn. Quý vị biết là Hoa Kỳ đã chữ là súng ống khí giới hạt nhân tại Nam Hàn, thì vì Bắc Hàn sử dụng cái nghĩa là lá bài gọi là hạt nhân để nghĩa là hăm dọa Triều Tiên. Và quý vị biết là Nam Hàn đó là họ tiến hơn Bắc Hàn, nghĩa là không biết mấy chục năm về vấn đề mà kinh tế, về vấn đề nhưng mà nhờ vậy mà Nam Hàn đang cố gắng thương thuyết để tham gia vào cái việc sử dụng vĩ khí nguyên tử. Để tôi muốn nhắc lại cho quý vị nữa là tại Nam Hàn, thời kỳ Tổng thống Park Chung-hee, họ đã muốn làm khí giới nguyên tử rồi, từ hồi đó rồi chứ không phải bây giờ, nhưng mà bị Hoa Kỳ chặn lại. Sau đó họ làm gọi là hòa tiến, nhưng mà Hoa Kỳ không chấp nhận cho họ, thì mới đây Hoa Kỳ mới chấp nhận cho Nam Hàn là làm hòa tiến, như là với tầm xa là 500 cây số. Bây giờ đó thì là hòa tiến của Nam Hàn có thể hơn 1.000 cây số được, thì lẽ dĩ nhiên là nó sẽ nghĩa là bao phủ cả nghĩa là Triều Tiên. Mình biết là Nam Hàn họ tiến hơn Triều Tiên cũng phải một chục hai chục lần, nhưng mà lúc nào cũng bị cái ông Kim Jong Un đó, ông hăm dọa một cái là bắn tên lửa tùm lum hết, trong khi là Nam Hàn là không có vấn đề gì với cái đó, nhưng mà họ bị những cái mà hiệp ước với Hoa Kỳ giới hạn cái tầm nghĩa là cái khả năng của họ để đi hơn nữa. Thì đây đó, khi mà họ gặp khó khăn đó, mình thấy và vì vậy tôi mở rộng ngoặc, và vì vậy Nam Hàn nó vẫn khác Việt Nam là như vậy, họ tính rất là xa và họ lợi dụng những cái chuyện khó khăn để xây Tôi dựng. quay trở lại cái chuyện bán dẫn thì sao anh? Cái cuộc chiến về chất bán dẫn thì nó có Thì liên hệ như đối thế với tôi nào? đó, vâng, cuộc chiến về bán dẫn thì quý vị biết là không phải là chỉ có TSMC là làm nhà máy tại Hoa Kỳ, mà họ chính Nam Hàn cũng làm nhà máy tại Mỹ nữa. Thì ở đây đó, tại sao nó có cái chuyện đó? Tại vì người ta nếu mà có đánh nhau, có chiến tranh đó, thì dĩ nhiên là sẽ hiếm hiếm tất cả những cái sản phẩm của TSMC hay là của Samsung, hay là sẽ hiếm, rất là hiếm. Vì vậy họ muốn trừ cái chuyện đó, tính xa, tính trước là họ làm nhà máy tại Hoa Kỳ để tránh cái việc đó. Và không những như vậy mà đừng có quên là Nam Hàn đó, là tại sao họ làm cả nhà máy tại Nhật, tại Âu Châu, thì các nước này, Nhật và Âu Châu cũng sẽ đứng đằng sau để ủng hộ Nam Hàn nếu mà có một cuộc chiến, nghĩa là về kinh tế, không không phải là về đánh nhau, nhưng mà có một cuộc chiến hay là gặp những khó khăn thì các nước này sẽ tới ủng hộ. Và Mình tôi muốn nhắc có thể cái chuyện thứ thấy ba trên nữa. thực tế đó thì phải phân biệt ra làm hai cái loại chất bán dẫn trong cái việc mà bảo vệ Trung Quốc. Và thứ nhất là những cái chất bán dẫn thật là cao với một cái mức độ mà processing rất là cao, nó liên hệ đến chuyện an ninh quốc phòng và cái kích thước nó cũng nhỏ lắm, thành ở cấp nanometer luôn. Thì những cái mà tinh vi nhất đó, cái thế hệ mới đó, có thể Mỹ sẽ thành công trong cái việc mà hạn chế xuất cảng Chắc qua chắn. Trung Quốc và giữ cái kỹ thuật đó riêng trong những nước như là Nam Hàn và Đài Loan. Nam Hàn họ sẽ go along với cái đó, chấp nhận cái đó. Nhưng mà những cái sản phẩm, những cái chất bán dẫn mà dùng liên tục nhiều nhất trong những cái mặt hàng công nghệ đó, ngay cả cái việc mà sức điều hành xe tự động rồi chẳng hạn, thì những cái đó đó bên phía Nam Hàn họ sẽ không có chịu, không có nhập cuộc với Mỹ đâu. Họ sẽ tiếp tục vào xuất Ông cảng tôi qua bên nghĩ là Trung cái Quốc. điều đó là chính xác. Nãy giờ chúng ta đang nói mà có lẽ là cái điều mà anh Bình vừa mới nói đó, nó cho thấy rõ là thế này. Đây chúng ta không có tổng quát hóa cái cuộc chiến về bán dẫn mà nói rằng là tất cả mọi chất bán dẫn. Tại vì ngay cả tàu đó, hiện nay họ đã bỏ ra gần 200 tỷ để mà nghiên cứu Xây và dựng. sản xuất chất bán dẫn của chính họ. Nhưng mà có cái điều quan trọng ở đây đó là về mặt công nghệ cao,
Và khi mà các cái chất bán dẫn mà đặc biệt là cái kích thước rất nhỏ và nó quan trọng cho cái trí tuệ nhân tạo đó, thì cái đó đó là cái quan trọng. Và nếu mà kích thước nó dưới khoảng 3 nanomet đó, thì phải nói rằng hiện nay đó chỉ có Đài Loan, ngay cả Samsung cũng chưa làm được. Chỉ có Đài Loan là cái người mà chính đang sản xuất hiện nay. Và bên Hòa Lan là cái nơi mà làm ra các cái máy quang kế để mà sản xuất. Tóm lại, tôi nghĩ rằng đây nó là một cái cuộc chiến mà vì cái tầm quan trọng của nó, và nhất là khi mà cái thành phần sử dụng nó đi vào trong các cái lĩnh vực về quân sự mà có thể gây ra những cái vấn đề đe dọa đến các quốc gia khác, thì nó trở thành cái vấn đề. Và đó là lý do tại sao khiến cho Hoa Kỳ và các quốc gia đó hiện giờ đang tìm cách để mà ngăn chặn các cái kỹ thuật đó lọt vào tay Trung Cộng, là vì nó có thể đe dọa đến cái sự an nguy của cả thế giới. Đấy nó Tôi là vấn xin đề phép, đấy. vâng, tôi xin phép thêm một cái nữa ngoài cái vấn đề bán dẫn đó, là quý vị nhớ rằng hiện nay Nam Hàn và Nhật có mặt trong vấn đề nghĩa là phối hợp viện trợ cho Ukraine. Rõ ràng là Nhật và Nam Hàn đứng về cái phe gọi là Tây phương hay là phe dân chủ để ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Thì ở đây đó quý vị thấy là họ không phải là ở NATO, họ không có thành phần, họ không phải là thành viên của NATO, mà họ được coi như là một nghĩa là thành viên cái gì observer hay gì đó, họ được tham gia và những cái chuyện đó, thì đây nó là một cái mà rõ ràng là một cái liên minh tương đối là quan trọng, không những về công nghiệp mà thôi mà cả quốc phòng đó. Vâng, Đến đây thì xin tôi nghĩ là mình thêm phải một bước cái điểm. sang một cái lĩnh vực khác ngay, là vì mình hết giờ rồi. Chúng ta đã quên mất nói về Nhật Bản, là vì tôi cho rằng đây nó là cái yếu tố vô cùng quan trọng, mà rất tiếc là mình chỉ còn có 2 phút nữa để mình phải chấm dứt. Cho nên nói về Nhật Bản thì thưa quý khán thính giả, nó đã có rất nhiều những cái động thái, và đặc biệt là Thủ tướng Kishida của Nhật Bản đã có một cái chuyến đi, vì năm nay Nhật Bản sẽ là cái quốc gia để mà tổ chức cái G7. Do đó ông ta đã đi một vòng ở bên Âu Châu và sẽ gặp ông Tổng thống Biden, đã gặp ông Macron, đã gặp ông Thủ tướng Sunak của bên Anh, và đồng thời đã có một số những cái động thái quan trọng mà chúng tôi muốn tóm tắt ở đây, và tôi xin hai anh mỗi người sẽ có 1 phút để trả lời. Thứ nhất, về chiến lược châu Á Thái Bình Dương, đây là cái mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản, và nó liên hệ trực tiếp đến cái nỗi an nguy của họ, và nó liên hệ trực tiếp đến cái cuộc chiến có thể nổ ra ở tại Đài Loan. Và vì vậy cái chuyến đi của Tổng thống Kishida nó đã nhấn mạnh đến cái tình hình an ninh ở vùng khu vực trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Cụ thể nó là gì? Tôi xin anh Bình 1 phút và anh Quân sẽ có 1 phút. Mời anh Bình. Vấn đề của Nhật đó là cái đảo Okinawa và những đảo miền Nam của Nhật nó quá gần Đài Loan, cho nên sẽ bị kéo vào chuyện đó. Thì Nhật họ đã quyết tâm trong năm 23 này họ sẽ tăng cái ngân sách quốc phòng lên liên tục luôn, từ hiện giờ khoảng 1% GDP của Nhật sẽ tăng lên 2%. Về mặt ngoại giao thì họ muốn xây dựng thêm những cái liên minh với những quốc gia, đặc biệt quốc gia G7. Thành ra cái chuyến công du lần này của ông Kishida nó quan trọng, vì ông ghé thăm nhiều nước Tây Âu. Ở cái chặng ở bên Anh thì Nhật và Anh hai thủ tướng có ký một cái thỏa hiệp cho phép quân đội hai bên, cụ thể là hải quân hai bên có thể ghé đồn trú ở nước và những cái lãnh Nhật. thổ lẫn nhau. Thực sự thì Anh không có nhu cầu gì phải đón hải quân Nhật á, nhưng mà Nhật thì có muốn là hải quân Anh sau này có cơ hội được ghé qua Nhật nếu mà cần thiết, để mà làm cho tăng cường cái sự cái phòng vệ của Nhật. Trong cái chuyến đi và gặp ông Biden vào ngày thứ sáu, ngày 13 tháng Giêng, thì nó cũng có lượng quan trọng hơn, là vì trước đó trong ngày 11 và 12 thì hai bộ trưởng quốc phòng, hai bộ trưởng ngoại giao của Nhật và Mỹ đã gặp nhau và có một về mặt quốc phòng hai bên có một cái thỏa thuận điều chỉnh lại một số những cái đội hình của lực lượng Mỹ, đặc biệt là Okinawa. Ở trong đó cái cụ thể nhất là bên Mỹ họ sẽ trang bị cho một trung đoàn tác chiến của thủy quân lục chiến Mỹ, trong số 18.000 thủy quân lục chiến mà đang đóng ở Okinawa thì họ sẽ chọn một trung đoàn khoảng chừng 2.000 quân được trang bị đầy đủ hỏa tiễn để mà lúc cần thì bảo vệ hỏa tiễn phòng vệ chống lại tàu chiến, chứ không phải là chỉ là tác chiến đổ bộ không nữa, mà từ trên đảo Okinawa có khả năng
bắn những tàu chiến và bao vây đảo. Thì tại sao lại sợ bao vây Okinawa? Là tại vì Okinawa nó quá gần Đài Loan. Cho nên như quý khán giả có thể thấy trên cái bản đồ này thì Okinawa thì nó nằm gần như là, nếu mà nó nếu mà chiến tranh xảy ra thì nó cũng sẽ nằm ở cái ngay cái tiền phương. Và đây là cái căn cứ thủy quân lục chiến cũng như là lục quân lớn nhất của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, nếu không kể cái lực lượng đóng ở Nam Hàn, thì cái lực lượng gần nhất Đài Loan đó là Okinawa. Cho nên nếu chiến tranh xảy ra thì nó cũng nằm trong tầm ngắm của Hải quân Trung Quốc. Vì vậy cho nên cái lực lượng thủy quân lục chiến Okinawa đó nó trở thành cái tiền đồ. Thì đây là cái thỏa hiệp quan trọng nhất giữa Mỹ và Nhật trong năm 23 này. Xin mời anh Quân, À, anh có 1 phút đây. tôi chỉ tôi nhiều cái mà anh Bình nói thì tôi không muốn đáp lại, nhưng mà tôi chỉ nói là Nhật họ cũng rất là khôn. Họ ký kết với Hoa Kỳ một cái hiệp ước về vấn đề không gian. Họ tham gia vào nghĩa là Hoa Kỳ có một cái vấn đề mà không gian, nếu mà đánh nhau đó thì quý vị biết là vấn đề nghĩa là các satellite, các cái vấn đề không gian rất là quan trọng. Mà bây giờ đó Nhật Bản họ đã cột chân, tôi dùng cái chữ cột chân Hoa Kỳ vào vấn đề không gian, tại vì họ tính rất là xa. Nhật là họ tính rất là xa về cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta đã nói sơ qua rồi, là Nhật tham gia rất là nhiều về vấn đề mà đánh nhau ở Ukraine, họ đã là ủng hộ và tiếp tay với các nước Tây phương tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa là đừng có quên nữa là hiện giờ đó trên mặt trận chính trị đó là Nhật, các nước Âu Châu và Hoa Kỳ đều ủng hộ Đài Loan hết. Và họ có nói nữa là nếu mà Trung Quốc đụng vào Đài Loan thì chúng tôi sẽ không ngồi yên được, Nhật Bản sẽ không ngồi yên được, nghĩa là có thể tham gia. Thì những cái đó nó cho thấy là cái nhìn của vấn đề của Nhật đối với Trung Quốc là rất là rõ ràng. Và Vâng, lấy gì tôi nghĩ là mình vâng cảm ơn cái chia sẻ của cả hai anh, và kính thưa quý khán giả, rất tiếc vì thì giờ đã hết, do đó chúng tôi đành phải chấm dứt cái chương trình ở đây. Và xuyên qua gần 1 giờ đồng hồ vừa qua, quý khán giả cũng trông thấy là năm 2023 có lẽ nó sẽ không phải là một cái năm khá ổn định và bình yên đâu. Có thể có rất nhiều những cái điểm nóng, nó có thể có rất nhiều những cái biến động. Và vì vậy chúng tôi cũng sẽ cố gắng theo dõi sát để mà mang đến cho tất cả quý vị những cái tin tức cập nhật về cái tình hình chung của thế giới cũng như là tình hình ở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với tất cả quý vị vào chương trình kỳ tới.